ngày hôm nay, bên em có đi chọn máy và trong buổi tối ngày hôm nay, bên em có 5 cây iPhone đã qua sử dụng nhưng còn ở tình trạng zin chưa đụng ốc, hàng tuyển chọn để giới thiệu với mọi người. Đầu tiên em giới thiệu với mọi người một cây iPhone 12 Pro Max phiên bản quốc tế 256 GB. Về ngoại hình thì máy đạt khoảng 98,5 mọi người ạ Cây máy này thì nó không hoàn toàn là đẹp 99%. Tại vì ngoại hình thì viền nó cũng có hơi ám một chút mọi người ạ chung là nhìn kỹ thì thấy. Uh, thật ra thì cái máy này bị làm uh, phải nhập với mức giá của máy 99 mọi người nhé nhưng mà uh, trong một lô thì chọn được có hai cây là hàng zin chưa đúng ốc nên là nếu mà không nhập thì rất là phí còn uh, những cây còn lại thì uh, là máy đã mở ra để đánh kính hoặc là rửa cam hoặc là đã thay thế một số bộ phận nào đó thì những cây máy đó thì vẫn thuộc uh, diện là menzin manzin vỏ zin thì những cây máy đó thì hiện tại các shop vẫn bán cho mọi người ở cái tình trạng là máy zin mọi người nhé. Nhưng mà nó không được đạt chuẩn là zin chưa đúng ốc. zin nguyên bản như những cây máy như thế này. Những cây máy như thế này thì mọi người dùng sẽ rất là chất lượng và uh, sẽ rất là bền mọi người nhé. Uh, viên pin zin theo máy thì còn ở mức 85%. Máy này thì có mã số là 366A, uh, bản là 256GB. Uh, cái máy này thì nó là màu gold mọi người nhé khi quay lên video thì có nhiều bác nhầm màu trắng với màu gold nên là em cũng nói với các bác chiếc máy này thì bên em để cho mọi người mức giá là 14 triệu 500 nghìn là mức giá chọn gói mỗi nhé Mức giá này thì bên em đã bảo hành cho mọi người trong 12 tháng Thay pin miễn phí 12 tháng, miễn phí ship Tặng phụ kiện chất lượng bao gồm một bộ cáp sạc nhanh 20W ốp cường lực bên em bao zin không zin tặng máy và à, bao cho mọi người cả dùng thử không thích không ưng thì có thể trả lại máy bên em và nhận lại tiền mỗi nhá tức là trả lại không cần lý do gì cả à, tiếp theo là một cây iPhone XR phiên bản quốc tế 64g về ngoại hình thì mọi người có thể thấy là máy đẹp rất là xuất sắc à, về chất lượng thì máy là hàng zin chưa đúng ốc à, viên pin zin theo máy của chiếc máy này thì à, còn ở mức 82 phần trăm cái máy này thì bị làm có tặng mọi người một pin pin mới dung lượng cao hàng ở chính hãng Origin khi thay pin thì bên em sẽ có video mở máy lần đầu tiên để gửi cho mọi người chứng minh máy bên em bán chuẩn chỉ là máy zin chưa đụng ốc chưa một lần nào bùng mở và nếu mọi người không lấy pin thì bên em sẽ trừ cho mọi người một khoản tiền rồi nhá à, máy này có mã số là 293T và mức giá bên em để cho mọi người là 5 triệu 200 nghìn Bình thường thì Việt Nam dán giấy in lên trên máy nhưng mà hôm nay thì đột nhiên máy in bị trục chặt nên là Việt Nam phải viết tay. Và tiếp theo là một cây iPhone 12 phiên bản quốc tế 64GB. Về ngoại hình thì cây máy này đẹp khoảng 97% mọi người nhé. như mọi người thấy thì ở viên camera của máy cái màu này thì em thấy là nó hay chóc sơn theo thời gian về chất lượng thì máy là hàng zin chưa đúng ốc viên pin zin theo máy còn ở mức 82 phần máy này thì bên em cũng tặng mọi người một viên pin mới dung lượng cao hàng chính hãng origin mọi người nhé. máy có mã số là 698T và mức giá bên em để cho mọi người là 8 triệu 200 000 là mức giá chọn gói. À, tiếp theo là một cây iPhone 11 à, phiên bản quốc tế 64GB. Ngoại hình thì máy đặt 99 mọi người nhé. Về uh, chất lượng thì máy là hàng zin chưa đúng ốc. Và viên pin zin theo máy của chiếc máy này thì còn ở mức uh, 75%. Chiếc máy này thì bên đám cũng tặng mọi người một viên pin mới dùng cao hàng chính hãng Origin. Máy này thì có mã số là 469A và mức giá bên em để cho mọi người là 7 triệu 200 000 Và cuối cùng ở trong video ngày hôm nay là một cây iPhone 11 phiên bản quốc tế 64GB. Ở về ngoại hình thì mọi người có thể thấy là máy đẹp rất là sắc sắc mọi người ạ. Chất lượng thì máy là hàng zin chưa đụng ốc. Pin zin theo máy còn ở mức 81 phần trăm chiếc máy này thì ở bên em cũng tặng mọi người một viên pin mới dung lượng cao hàng chính hãng origin mọi người lưu ý là đối với hàng gì ốc áp thì thường là thông số pin của nó không được cao mọi người nhé Tại vì máy nguyên bản từ khi máy được bán mới ra như nào thì em bán cho mọi người ở cái tình trạng như thế chưa bao giờ bùng mờ thì đồng nghĩa với đó là chưa thay thế sửa chữa bất cứ một cái gì chưa can thiệp gì vào bên trong Để chưa can thiệp vào thông số pin mọi người nhé ví dụ cái máy này thông số là 81 phần trăm nếu mà mở ra có thể kích lên thông số tùy thích mọi người nhá, có thể thể lên đến 100 phần trăm mà thường thì người ta kích pin thì người ta sẽ không bao giờ người ta kích lên 100 phần trăm người ta chỉ kích tầm khoảng 92 93 hoặc là 95 chứ người ta không kích lên 100 phần trăm hoặc là kích lên một cái thông số nào đó để cho nó đẹp thôi nếu mà kích lên 100 phần trăm thì nó là không hợp lý đối với một chiếc máy cũ Đấy. chiếc máy này thì có mã số là uh, 255T và mức giá bên em để cho mọi người là 7 triệu 200 nghìn người nhé nếu mà mọi người mua những cái máy mà bị kích pin thay pin sang cổ cáp mà người ta báo là pin zin uh, pin cao ấy, thì thứ nhất là người ta lừa dối mọi người cái thứ hai là người ta đã lừa dối mọi người về vấn đề pin thì người ta khả năng cao sẽ lừa dối mọi người về nhiều vấn đề khác ở bên trong một con máy tại vì các cụ đã nói là một lần bất tín thì bạn sự bất tin nếu mà lừa dối một vấn đề thì suy ra là sẽ lừa dối nhiều vấn đề còn đối với máy của bên em là hàng zin chưa đúng ốc thì đảm bảo mọi người là không bao giờ có hàng thay pin sang của cáp và kích pin mọi người nhé để đặt mua máy mọi người vui lòng liên hệ với bên em qua hai số hotline là 0818 463 888 8, hoặc 0763 911 666 6, mọi người nhé cả hai số này của bên em thì đều có zalo nếu ở trong video không có uh, những cây máy mà mọi người uh, muốn mua thì mọi người có thể uh, inbox cho bên em để Khi chọn được máy thì bên em sẽ báo cho mọi người. Nếu mọi người cảm thấy ưng ý thì mọi người chốt, còn nếu mà không thì thôi. Tại vì thật ra là bên em đi chọn máy thì có những cây máy là sẽ bán luôn mọi người nhá. Khi mà có có khách dặn từ trước. Và nó tầm độ khoảng 40%, phần trăm tức là 10 cây chọn được về được 10 cây thì sẽ bán luôn 4 cây chưa kịp lên video. Nên là có nhu cầu thì mọi người cứ inbox cho em à, bên có hai cơ sở ở hà nội thứ nhất là ở số 40 võ thị giáo Hà đông hà nội à, thứ hai là ở yên lỗ cửa miền thạch thất à, với khách hàng ở xa thì à, bên em có hình thức ship code, mọi người được kiểm tra kỹ càng trước khi thanh toán và kể cả sau khi thanh toán thì mọi người vẫn có một ngày tức là 24 giờ để dùng thử à, mọi người không ưng thì có thể trả lại máy bên em và nhận lại tiền mọi người nhé website của bên em là tu mobile com với phương châm là hàng chọn giá thấp thì như mọi người thấy là số lượng máy của bên em rất là ít nhưng những cây iphone của bên em bán thì nó có một cái đặc biệt rất là đặc biệt ở trên thị trường mà ở trên thị trường mọi người mua được những cây máy như này thì rất là hiếm và nếu mà mua được thì cũng rất là may mắn bên em bao là chưa vặn một con ốc nào các bác nhé các bác có thể Uh, xem những video hàng trăm video mở máy của bên em uh, hoặc là xem ở những kênh khác thì phải vặn hai con ốc ở phía dưới phần chui sạc này thì mới có thể mở máy và mở máy thì mới có thể thay thế sửa chữa được mọi người nhé uh, Bên làm bao cho mọi người là chưa động chạm gì cả chưa bung mở máy đồng nghĩa với đó là gì nguyên bản và tất cả những cây máy này thì bên làm đều chọn cho mọi người những cây còn áp suất zin chống nước rất là tốt về mức giá thì bên em đã cố gắng để cho mọi người với một mức giá rẻ nhất hợp lý nhất có thể so với chất lượng máy tuyển chọn và so với một chế độ bảo hành rất là dài rất là tốt chân thành cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ tư Vân mobile hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo